君にマスク愛だよ。大丈夫もう泣かないで、私は風、あなたを積んでいるよ。桜桜愛だよ。Xin chào mọi người, mình Huỳnh Sachi đây. Thì hôm nay là ở Abato của mình đó, là tổ chức một cái tiệc tất niên để đón năm mới. Thì mọi người ăn Tết xa nhà cũng khá là buồn, nên mọi người vui mừng với nhau để tổ chức với nhau một buổi tiệc tiễn đưa năm cũ và chào đón một năm mới an lành hơn và có nhiều cái tiến bộ hơn. Thì cũng như là để giúp cho mấy bạn mà thực tập sinh mới qua không có cảm giác buồn, thì mọi người họp với nhau tổ chức một buổi tiệc nó khá là linh đình và khá là vui. Thì hôm nay cái giọng của mình nó bị khàn khàn, thì các bạn xem clip thì một tí nữa các bạn sẽ biết tại sao giọng mình nó lại khàn như vậy. Chào mọi người, đây là cảm ơn những thành viên đang quay dịch ở ngoài đây. Gọi anh đang quay dịch nha. Đây là anh Tùng. Đây là bạn Sang. Anh Khoa có thuốc, anh Khoa. Anh Sang ơi, có thuốc anh Sang. Mà đâu đây? Hết rồi. Mình để bàn thuốc hết rồi. Ai hút hết. Hỏi anh Hòa. Giờ thì mình quay như thế nào vậy anh? Thì cứ quay thế anh. Để đi mua. Quay bằng tay, quay thế này. Quay tay. Quay tay. Quay tay. Quay tay. Quay tay. Quay tay. Quay tay chuyên nghiệp đấy. Rồi không? Đây là sự cẩn thận vào này chặt vịt nha mọi người. Tập tin nha, tập tin nha. Chuẩn bị làm cái vlog kìa, vlog dạng Tết luôn, tập tin kìa. Mình đang làm vlog. Bạn nào chào mọi người với bạn nào. Gì vậy trời? Bệnh gì? Khoa, bệnh gì mà cử? Bệnh miệng mới cử thôi. Bạn con gái mà. Mời mình rồi. Không, mình mời bạn nữa, mình mời lại nó đúng nghĩa. Ê ê ê. Dạ đây rồi. Mời lại. 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 Mời
Đây. Bạn còn non rồi đấy, nãy rồi là kêu không đi. Mới có đá một cái mà game over rồi. Đá một cái. Ủa, qua với mình này. Đừng kéo anh qua nha. Hai cái đồ ăn. Dạ. Hai đó. Ồ. Ủa mình đây có làm vlog chưa? Ăn Tết gì nha mơ. Mình làm vlog mà không khí nó bị trùng xuống quá. Ồ. Cái kiểu mà mở điện thoại lên quay mà thấy mọi người ăn không? Không ăn chơi luôn. Không, mà đi dọc lúc nào trước rồi lúc nào tỉnh chết luôn. Sao? Bây giờ tài năng. Chưa. Em là nhìn cái lon là biết là chưa nữa. Khoan, anh Bảnh ơi, cái này là cân lon anh Bảnh à. Cái này có tôi bằng bạn. Em cốt nữa đi chạy. Rồi, cân lon anh Bảnh. Rồi, được cái đó sơn đồng mà. Để bạn mình đúng không? Bạn mình đúng không nha. Đúng rồi, vô. Em hết mọi người 50 nha. Ok. Rồi. Hãy vô, phải xe, chạy chưa. Rồi, uống đây, uống hết đi, uống đồng mới. Thôi mày cầm đồng ở đây. Mày hết cái lon này mày mới được về. Còn đây cái cuối lon mới nữa. Lon này nữa nè. Quỳnh, em hết cái này. Ba. Bây giờ anh quay lại nè, em nói là đi qua. Dừng lại. Thôi chịu đám ăn buồn bỏ đi. Đi cái lon ra rồi. Đem ra 4 giờ đi ra chịu nhục. Dôm cận mặt anh Bảnh nè. Anh Bảnh ơi, đang ở. Thôi. Xin chào mọi người. Bây giờ mình sẽ dơm vào những cái gương mặt mà chỉ ngồi đây và ăn thôi. Khoai khoai mẹ nè. Hai, hai là xin chào nè. Tao đây. Em xin dơm cận mặt anh một tí à. Em phải lên tàu mình đánh nha. Ngồi 7 tiếng mà hồi chết. Thì mà đóng chết. Tao đủ định công luôn. Hồi nào túi quá, định chịu không nổi tao. Xuống tàu, thổi tàu đợi tàu sao tới. Sau đây mình xin dôm vào những gương mặt gọi là thân quen mà bây giờ gọi là im lìm luôn.
Ê, em tưởng anh cầm lông đĩa ra gì đang giật mình. Em đang giật mình. Cái công chuyện là người ta đang nhậu mà hai thanh niên này tâm sự. Ê! Yo. Người ta cầm vô nãy rồi giờ bây giờ. Quỳnh đâu mày luôn. Ê, đâu? Đi qua đây uống. Vô, đi qua